Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây thôi, thế giới bóng đá sớm phải nói lời tạm biệt với những ngôi sao thuộc thế hệ cuối 8X, đầu 9X. Khoảnh khắc đó cũng là lúc mà người ta tìm ra những hậu duệ cho họ để có thể kế thừa xứng đáng với những di sản mà bậc tiền bối đã để lại. Ở đó người ta có Mbappe, truyền nhân của Cristiano Ronaldo, Erling Haaland với thân hình và kỹ năng chơi bóng đã phản chiếu hình ảnh của Zlatan Ibrahimovic. Vinicius tiếp nối những điệu nhảy samba từ Neymar, nhưng để hỏi ai sẽ xứng tầm với những gì Messi đã từng làm được thì thật khó để có được câu trả lời. Do vậy, đó là viễn cảnh của một tháng về trước. Ở thời điểm hiện tại, người ta đang truyền tai nhau về cái tên chỉ 16 tuổi nhưng oanh tạc cả trời Âu. Người đã vượt cả Pele về độ tuổi ghi bàn trong một giải đấu lớn, qua mặt Ronaldo thời trẻ để dẫn đầu danh sách kiến tạo. Người ấy không ai khác ngoài Lamine Yamal, sao mai từng được Messi tận tình tắm rửa khi mới chỉ 6 tháng tuổi. Để rồi giờ đây câu chuyện chú cháu giữa Yamal và Messi có thể bước đến hồi kết không tưởng. Sau khi những cái tên tiến bước đến trận đấu chung kết của hai giải đấu hàng đầu cấp độ châu lục là Euro và Copa America được xác định, người ta ngay lập tức liên tưởng đến kịch bản Lamine Yamal sẽ có cơ hội đối đầu trực tiếp với thần tượng của anh. Ở đó, thắng thua đôi khi không còn bị đặt nặng quá nhiều, nhưng nó sẽ là dấu mốc của bước chuyển giao mang tên thế hệ mới. Và ngày hôm nay, hãy theo chân chúng tôi để đi đến một cái kết mở tuyệt đẹp này nha. Trước đó, anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh nếu như thấy video hay. Anh em có thể truy cập vào trang web của 5G để xem lại toàn bộ highlight của các trận đấu hấp dẫn đang diễn ra tại Euro và Copa nha. Để có thể đi đến viễn cảnh gặp nhau trong một trận đấu với tính chất liên lục địa, cả hai chú cháu Messi và Yamal sẽ đều phải đạt được điều kiện vô địch giải đấu mà mình đang tham dự. Với Lionel Messi, anh không chỉ hướng đến việc lọt vào trận Finalissima, nhưng có một mục tiêu khác, đó là gặt hái được vinh quang gần như là cuối cùng cấp độ đội tuyển tại sân chơi Copa này. Ngược lại, thế hệ được kỳ vọng nhất từ sau thời đại huy hoàng của Tiki-Taka sẽ hướng đến kỷ lục 4 lần lên ngai vàng châu Âu khi vô địch Euro năm nay. Cả hai cũng chỉ còn cách mục tiêu ấy đúng một trận đấu duy nhất. Nghe thì có vẻ dễ nhưng không hề đơn giản chút nào. Đối đầu với Tây Ban Nha sẽ là đội tuyển Anh, một đội bóng bí ẩn nhất vào lúc này. Dàn sao của Tam Sư chưa từng bị đánh giá thấp khi tham dự Euro năm nay, và họ còn được búp thêm sức mạnh khi đả bại Hà Lan bằng thứ bóng đá mà người ta hay gọi là DNA của nhà vô địch. Bên kia châu lục, tưởng như hai ông kệ là Brazil và Uruguay đã bị loại thì một cánh cửa vô địch cực kỳ sáng cho Argentina sẽ mở ra. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn khi mà đội bóng có phong độ tốt thứ hai tại Nam Mỹ là Colombia sẽ đứng lên để cạnh tranh sòng phẳng với Albiceleste. Chuỗi 28 trận bất bại của James Rodriguez và các đồng đội kể từ sau trận thua trước chính Argentina tại vòng loại World Cup sẽ không dễ dàng bị dừng lại. Có lẽ cũng vì vậy mà họ được đánh giá không hề thấp. Hai chú cháu, một mục tiêu và còn cách những tham vọng riêng đúng một trận đấu nữa. Ngay lúc này thì việc đặt một cậu bé tuổi 16 lên ngang tầm với Messi có vẻ hơi quá. Bởi lẽ trong quá khứ, hình ảnh của Bohan Krkić, Ansu Fati vẫn còn nguyên ở đó. Thậm chí cả hai cái tên nêu trên từng được thi đấu cùng và được sự truyền dạy của Messi. Dẫu vậy thì họ đều không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của người đàn anh. Sau một năm kể từ ngày nhận chiếc áo số 10 từ Messi, Ansu Fati đã phải phiêu dạt sang Brighton để tìm cho mình một suất thi đấu. Chính thần đồng của Barca cũng lên tiếng nói rằng không nên so sánh bất cứ ai với Messi vì truyền thông và sự kỳ vọng sẽ nhấn chìm họ. Tôi mong rằng trong tương lai sẽ không còn ai như tôi, vì như vậy là quá sức với tất cả. Chính Bohan Krkić thời điểm đầu 30 cũng phải ngấm ngầm thừa nhận rằng ngày ấy vì được kỳ vọng quá lớn mà cá nhân anh mới trở nên thân bại như vậy. Tuy nhiên, suy cho đến cùng thì tuổi trẻ của các hậu duệ Messi đều đi vào một vết xe đổ duy nhất. Đó là chấn thương và sự tự tin vào bản thân quá mức. Truyền thông thì ngày càng ác liệt, hôm nay họ có thể đưa một cầu thủ lên tận trời xanh, nhưng ngày mai, cái tên ấy chỉ còn nằm lại trong những tiếng chê bai và cả bĩu môi. Chia sẻ trên Rest of Football cùng Alan Shearer và Michael Richard, Gary Lineker đã bày tỏ những cảm xúc của bản thân sau khi chứng kiến màn trình diễn của Lamine Yamal. Cả hai cũng bày tỏ một quan điểm lo ngại nếu như đánh giá quá cao một sao mai như vậy. Tôi nghĩ sẽ là không công bằng khi đặt Lamine Yamal lên bàn cân để so sánh với một cầu thủ vĩ đại như là Lionel Messi. Tôi không muốn tỏ ra quá hiềm khích vì những gì mà cậu nhóc này làm đâu. Nhưng trời ơi, thật sự là chưa có ai làm được những thứ như vậy ở tuổi 16 cả. Ngay cả Messi thì cũng tỏa sáng ở sân chơi quốc tế muộn hơn Yamal. Tôi sẽ không nói Yamal sẽ trở thành Messi, Maradona hay bất kỳ ai khác đâu. Làm được những thứ đỉnh cao như vậy ở độ tuổi trẻ măng, cỡ đó đã rất ấn tượng rồi. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là Yamal làm được tất cả những thứ đó với sự bình tĩnh và đĩnh đạc.
khả năng quyết đoán và bàn thắng vẽ vào lưới Pháp là những thứ mà chưa từng có một cầu thủ 16 tuổi nào làm được. Pele trước đây đã ghi 2 bàn trong trận chung kết World Cup khi ông ấy 17 tuổi hoặc gần 18 tuổi gì đó. Cậu nhóc Jamal này giờ mới chỉ 16 tuổi và chuẩn bị bước sang tuổi 17 thôi. Cậu nhóc này đúng là rất tài năng và đang có nhiều thành công ở độ tuổi này. Nhưng chúng ta đừng nên phấn khích quá đà với những gì cậu nhóc này làm được. Hãy cẩn trọng với những nhận xét và kỳ vọng đặt vào một cậu thủ trẻ như thế. Cậu nhóc này là cầu thủ 16 tuổi đỉnh nhất mà tôi từng xem. Rooney trước đây cũng đã từng dấn thân vào sàn đấu của bóng đá bằng một bàn thắng gần như là tương tự vào lưới của Arsenal năm 2002. Thế nhưng bàn thắng đó là ở cấp câu lạc bộ thôi, còn pha làm bàn của Jamal là ở một trận bán kết của Euro đấy. Một loạt dẫn chứng, những cái tên lớn trong bóng đá đã được chỉ ra để có thể nhấn mạnh rằng rõ ràng Jamal ở tuổi 16 cực kỳ tài năng, cậu bé hơn rất nhiều danh thủ, huyền thoại tại làng Túc Cầu. Thế nhưng sẽ là quá bất công nếu như cứ tiếp tục kỳ vọng cậu bé ấy ghi 20-30 bàn mỗi mùa và dần dần tăng lên. Để có thể đạt được vinh quang, Messi ở tuổi 19 luôn được Pep ân cần chỉ bảo. Ông luôn kiêng dè từng phút một mà Empolga được ra sân. Có lẽ từ bài học của Gavi, Pedri và đặc biệt là Fati, Barca nên thức tỉnh và nhận ra tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một tài năng trẻ. Sẽ chẳng còn nhiều sao mai được ví von như là Messi, đặc biệt là trong thời đại mà bóng đá đặt nặng tính thực dụng thay vì một lối chơi bay bổng, nơi mà các cầu thủ đi bóng và một, hai, cùng lắm là ba người sẽ phải tìm cách chuyền bóng. Xabi Alonso từng nói rằng, ngày anh học tại lớp dành cho các huấn luyện viên luôn có một lưu ý sau mỗi bài phòng ngự. Đó là tất cả những phương án trên không áp dụng cho một người. Người ấy là Lionel Messi. Thật là khó để có thể tưởng tượng được rằng một ngôi sao có thể tự mình gánh vác cả đội bóng và biến họ trở thành một ông lớn không thể xem nhẹ trong hơn một thập kỷ. Vì vậy, cũng đừng hy vọng Jamal có thể đi bóng và dứt điểm được như Messi đã từng làm. Thay vào đó, một niềm tin về một cậu bé tài năng, thiên phú sẽ lớn lên từng ngày và có được những phẩm chất phù hợp với bóng đá hiện đại. Và giờ đây, người hâm mộ lại đang hy vọng về viễn cảnh Messi đi bóng, sau đó đến Jamal. Cả hai sẽ có màn trình diễn đỉnh cao trên chung một sân đấu. Ở đó tuổi tác của Messi sẽ được phản ánh ngược lại khi nhìn vào Lamine Jamal. Một kịch bản thật không thể tuyệt vời hơn. Có lẽ ngoài những cổ động viên của Barcelona thì mọi fan yêu bóng đá đều cảm thấy phấn khích. Vì khi đó, bức ảnh Messi bắt tay với không khí mỗi lúc nói về truyền nhân của mình sẽ không còn nữa. Thay vào đó sẽ là thần đồng Lamine Jamal.